cây ATM phiên bản của nhà trồng được, quẹt thẻ tại gia mà không lo bị kẹt. Tết đến nơi rồi, không biết anh chị em đã rút đủ tiền để tiêu chưa nhỉ? Chứ tôi thấy tình trạng chung cứ đi loanh quanh mấy cây ATM, thấy cây nào cũng đang tổ chức chơi rồng rắn lên mây với cái đuôi dài ngoằng, nhìn mà thấy nản quá. Thế nhưng một idea cực sáng tạo được nảy ra của chị gái dưới đây khiến ai cũng như được khai sáng. Thế này thì xếp hàng làm gì cho khổ, cứ về nhà mà rút tiền tại gia thôi các chị em ơi. Cây ATM này tuy lượng tiền có hạn nhưng lại được rút không hạn mức, cứ quẹt đến khi nào hết thì thôi, mà chẳng phải chờ đợi ai. Thường Tết chắc cũng đã được tinh tinh tài khoản rồi, các chị em thực hành nhanh, không các anh lại tẩu tán tài sản đi mất bây giờ. Mọi người nghĩ sao về cây ATM phiên bản tại gia này? Comment ngay cho TV Trends được tiếp với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends, nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.